Thời Bùi Thị Niên phần 2. Thời gian cứ dài theo năm tháng, đã vùi chôn bao vạn ước mơ đời. Có phải yêu em vì đôi mắt đen ngời, hay mơ tóc dài bay thay mây trời ôm ấp dòng sông quê xoay dáng 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 anh dáng ánh mặt thanh lành một chút thuyền tình đang đậu bến sông xanh để cho khách như anh qua đò đành nỡ bước. Đã mấy năm thôi, đã mấy năm mươi mơ mối tình chưa được, có phải anh đâu anh vẫn ước mà ngon nhà. Anh nên mến thương em, người con gái quê ta, và gửi tặng em vạn lời ca bay bổng để tìm em trải rộng bốn phương trời, thu gọi đông về mang giá lạnh muôn nơi. Đừng để chúng ta đôi đường đôi ngả, đừng đối với anh như những người xa lạ, khiến cho anh là lòng này đau xót. Mỗi nỗi muôn thương nặng gánh tương tư, đi chưa được nửa đường tình tuyệt vọng đổi năm trường hương bước. Giữ chữ tùy thủy chung không để gì bằng thước. Hãy tin nhau ta vững bước vào đời, có phải không em, đâu chỉ hứa một lời, hứa bằng lời mà phải có bầu trời trăng sáng ngời chứng giám, cũng để phai khi mây phủ mất trăng nguồn. Vẫn nhắc hàng ngày hai tiếng nhớ thương yên, nhớ thương em ngoảnh mặt quên liền không muốn nhận. Biết làm sao anh nuốt thật, chẳng giận ai. Đón tương lai lại gặp nhiều muôn mơ buồn. Trời thẳm cao dày mà lòng dòng lệ vẫn mưa tuôn. Có phải không miên ước mơ nguồn trong khóe mắt, ôi tiếng thương yêu còn gì thất thiệt. Mỗi lúc vui cười cũng chẳng để từ đây đau lắm. Tìm em thao thức suốt canh chày cảnh rụng lá, anh không hôn trước nữa. Nên em yêu yên nhiên quý yêu ơi, em đang ước mơ gì?
Thân núi ngày dài trăng nhật ký anh ghi, dày trăng sách một khi tình giang dở, có phải chính em đã làm nên cách trở núi sông nào làm bỡ ngỡ bước hai ta. Anh đến với em với tất cả thật thà, chỉ một lần thương là đậm đà mãi mãi. Em đã phụ tình làm tê tái nỗi lòng anh, có phải em quên hai tiếng ấy chân thành. Hãy nhớ lại như em với màu xanh quê cũ, cuộc sống cao sang không thể làm quyến rũ. Trong mái tranh nghèo ta làm chủ đời ta, cầm phả ngày 28 tháng 11 năm 1917 hoàng cung kẹt.